đã sang chưa Xin chào các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tính nhất cùng Thảo Lê Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ những video mà chúng ta đã cùng thực hiện về những cụm từ có liên quan đến màu sắc Ví dụ như là màu đỏ Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về những cái cụm từ có liên quan đến màu xanh Mặc dù bây giờ mình không mặc áo màu xanh Nói đến màu xanh thì chúng ta liên tưởng đến những hình ảnh ví dụ như là có thể là những cái cụm từ trong cái nghĩa là mặt xanh tái mét này hoặc là có thể dùng trong cái nghĩa là non xanh về kinh nghiệm. Những cái cụm từ đấy thì chúng ta đã bắt gặp khá là nhiều rồi. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái cụm từ có liên quan đến màu xanh nhưng với cái nghĩa nó khác hơn cơ. Đầu tiên là chúng ta có cụm từ này, các bạn sẽ đọc là aojashi. Nhìn thì có vẻ rất là đơn giản đúng không? Ảnh màu xanh Thế nhưng mà nó không dùng để thực hiện cái nghĩa như vậy đâu. Nó sẽ có hai ý nghĩa. Một đó, đó là một cái kỹ thuật chụp ảnh mà người ta thực hiện bằng một cái loại muối cảm quang. Nhưng mà cái phần này thì nó liên quan đến cái yếu tố về kỹ thuật nên là thôi chúng ta bỏ qua đi. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nghĩa phổ quát của nó, một cái ý nghĩa hàm ý khác chứ không phải liên quan đến nghĩa về kỹ thuật. Ví dụ như là đang trong giai đoạn dự thảo, lên kế hoạch hoặc là lên ý tưởng, hoặc là cái dự định những cái ý tưởng về tương lai. Tức là nó sẽ là những cái ý tưởng, những cái dự định về tương lai thôi Chứ nó chưa phải là bước vào cái giai đoạn thực hiện chính thức Chúng ta cũng có thể liên tưởng giống như là một cái gì đó nó thai nghén rồi Hình ảnh là gì? Nó chưa được chín Tức là nó chưa bước vào cái giai đoạn thực tế Nó mới nằm trong cái ý tưởng, cái dự định, cái kế hoạch thôi À, chúng ta sẽ cùng đi vào một số ví dụ nhé. Ví dụ như là cái kế hoạch này á, nó vẫn đang ở cái giai đoạn là giống như cái dạng là thai nghén thôi. Người ta lên cái ý tưởng, lên kế hoạch thôi ấy. Hoặc là như thế này nhá một anh chàng nào đấy, anh ấy bị thất tình và anh nói là Tôi đã mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ kiểu như là gì Tôi đã mơ về những cái dự định tương lai tôi vẽ ra à, Sau này tôi và cô ấy sẽ như thế nào như thế nào đấy Thế nhưng mà chỉ vài tháng là tôi bị cối đám mất rồi đó, thì cái ước mơ, cái dự định tương lai mà mình vẽ ra mình tưởng tượng á Thì trong trường hợp đây chúng ta có thể dùng là Kanojo to no aojashi yume de furarete shimatta hoặc ví dụ như là trong kinh doanh chẳng hạn người ta có những cái nội dung kiểu như là à, ở cái giai đoạn này thì à, cái điều quan trọng là chúng ta cần lập nên những cái kế hoạch lập nên những cái ý tưởng kế hoạch là sau khi mà công ty thành lập á thì chúng ta cần phải làm những cái việc gì tức là phát thảo được cái ý tưởng tương lai á thì người ta cũng có thể sử dụng với ao giá trị chúng ta đã xong là một cụm từ rồi nhá ao giá cụm từ thứ hai các bạn nhìn cái cụm từ này chúng ta sẽ đọc ở đây là ao bây giờ chúng ta cùng nhìn nhá cái động từ cái vế thứ hai cái từ kanji về thứ hai thì với nghĩa là gặt đúng không ví dụ trong ý nghĩa là mình gặt lúa này vậy thì augadi thứ nhất là nó dùng cho cái hình ảnh là những cái hoa màu hoặc ví dụ như là lúa chẳng hạn vẫn còn là còn xanh thường thì người ta sẽ để vào giờ lúa chín thì người ta mới gặt đúng không nhưng mà bây giờ có thể là người ta sẽ gặt để phục vụ một cái công việc nào đó làm phân bón làm thức ăn chẳng hạn thì người ta gặt thu hoạch nó trong lúc mà cái hoa màu nó vẫn còn xanh thì chúng ta dùng với cụm từ gadi. Nhưng nếu chỉ với nghĩa như thế này thôi thì thực sự là không có gì để nói đúng không ạ? Bởi vì ai nhìn vào cũng có thể hiểu được Nhưng một cái điều thú vị là chúng ta có hai cụm từ như thế này Cụm từ thứ nhất sẽ được đọc là AOTAGAI Cụm từ thứ hai sẽ được đọc là AOTAGAI Và thực tế là hai cụm từ này với người Nhật ấy, thì vẫn có rất nhiều người người ta sử dụng nhầm lẫn cái ý nghĩa của hai cụm từ này Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích nha AOTA là cái cánh đồng lúa có đang còn xanh đúng không ạ? Ở đây biến âm AOTAGAI mua cái cánh đồng lúa lúc mà nó còn đang còn xanh thì ý nghĩa là như thế nào? Ý nghĩa trực dịch của nó là gì? Ví dụ như là khi mà các bạn ra một cái cánh đồng lúa nó còn chưa được thu hoạch đâu ạ Bạn ước lượng là có thể cánh đồng này nó sẽ được mấy tạ mấy tấn gì đó và bạn sẽ đặt cọc để bạn mua sớm à, Ước lượng là bây giờ cái chỗ này được tầm 2 tạ Tôi tính tiền luôn hôm sau cái việc thu hoạch là việc của tôi Đúng không ạ? Mua lúa sớm như vậy Thì người ta dùng với ao ta gậy Và từ cái ý nghĩa như vậy Thì nó biến thành một cái cụm từ được dùng rất nhiều trong hoạt động chế độ hoạt động tuyển dụng Đặc biệt là tuyển dụng những sinh viên mới ra trường Cụ thể là như thế nào? Ví dụ như là một số doanh nghiệp lớn ấy Người ta có thể đến một số trường học Và người ta sẽ nhìn ra được À, có những cái sinh viên yếu tố xuất sắc như thế này Và người ta sẽ đưa cái nai tê Tức là đưa những cái offer công việc trước luôn Trong khi mà những cái sinh viên đấy thậm chí còn chưa tốt nghiệp Đó giống như trường hợp người ta mua lúa non trước đúng không ạ à tôi nhìn thấy ông này rất là tiềm năng đây và tôi sẽ nhắm ông này trước đó thì chúng ta dùng với ao ta gậy còn với cụm từ ao ta thì nó cũng chỉ với cái nghĩa là thu hoạch trong lúc lúa nó còn chưa chín nó còn đang còn xanh bản chất của cái cụm từ này ấy thì nó chẳng có liên quan gì đến cái ý nghĩa về tuyển dụng cả Thế nhưng mà bởi vì do là vẫn có những người người ta nhầm lẫn với từ gậy Thế nên là hai cụm từ này đang được dùng nhầm lẫn cho nhau Trong cái ý nghĩa là nhắm những cái sinh viên giỏi xuất sắc và mình đặt cọc trước Thế nên là vẫn có không ít là một số những cái từ điển trong tiếng Nhật Là người ta để hai cái cụm từ này với nghĩa giống nhau Nhưng thực chất ra nếu mà để phân tích ý, thì cái cách dùng đúng Tadashi Hyogen Đó chính là gạy giống như kiểu là mình mua trước mình xí phần trước đặt cặp ở chỗ trước chứ còn cái việc là tôi thu hoạch sớm thì nó lại chẳng có liên quan gì đến cái phần nghĩa này cả bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số ví dụ mà người ta sử dụng với cái cụm từ này nhá chẳng hạn như là sinh viên học sinh của cái trường này á tất cả là đã được đặt offer trước sớm hết rồi thế nên là bây giờ không còn lại những người giỏi đâu đó thì chúng ta có thể dùng là anogakonose tova sút ển nhỉ aotagai sarete đúng không ạ chúng ta sẽ biến đổi nó thành cái dạng động từ nhé tế đưa thăm mẹ nó có tiền hoặc là ví dụ là trường hợp thứ hai một anh nào đó xem bài ở một cái công ty ấy thì mới đánh giá cao thấy là um, em thực sự rất là xuất sắc đấy khi mình vàohôn Tony da nè Vậy thì nếu mà được ấy, thì tôi muốn là sẽ đặt offer trước để em vào làm việc cho công ty tôi để khi đẹp ạ hay chỉ để và ta đấy Aotagaishitayo Đó thì trong cái phần này thì chúng ta đã cùng nói đến những cụm từ có liên quan đến màu xanh đó là Aojashin Aotagai và Aotagari Mặc dù cái phần ý nghĩa của nó có thể biến đổi một chút nhưng các bạn thấy rằng là dù sao thì nó cũng hơi hơi có liên quan đến màu xanh xanh là chỉ những cái gì đấy còn non giống như là sinh viên mới ra trường hoặc là để chỉ những cái gì nó còn non chưa chín nó đang còn manh nha trong cái ý tưởng những cái ước mơ về tương lai thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo